Ở đây là một trong những chuyến xe mang những cây mai mới cho hơi Tết về nè anh chị. Ồ, cây này nó lật luôn cái bầu rồi nè anh. Ồ, trời ơi, cái bầu vàng ươm luôn. Bầu vàng ươm luôn. Cây này thần chậu ngon lành luôn rồi nè. Bông chùm ha, còn lại cái đại bông là biết rồi nè. Trời ơi, cây này nãy giờ toàn cây lớn không à. Cây này 15 năm nè. Cây lớn luôn nè. Để lại xem ảnh sắp ở đâu. Đây là quang cảnh ở vườn mai anh Út Đực nha anh chị các bạn, mùng 8 Tết. Ôi hello, chào anh Út nha. Chào em, chào bà con, chào ông Giải nha. Dạ. Anh đang tưới cây mai này giống cây mai đồng vòng của chú Sáu Bình Dương dữ kìa. Cây mai ghép cái này cũng có chục năm rồi nè. Cây mai cũng mấy chục năm rồi. Rồi khách người ta gửi mà. Khách gửi ha anh. Xong khi xuống lâu đây. Ủa? Để cho uống nước đi, uống nước của nó vậy. Uống nước đi, vậy để lau đi. Đây cái cây này hồi nãy anh chị vừa thấy cái rễ coi như là ăn hết luôn rồi. Cây gì nó coi như nó ăn hết, cây này nó ăn hết nhựa cho anh. Cây nó muốn hết đây em. Nó muốn hết rồi phải không? Qua Tết đông lên. Qua Tết anh đông lên nữa. Ừ, mai đó cây mai hột dảo. Anh có định cho nó vô chậu bự hơn không? Không, chậu vừa biết sao không? Tại nó hấp hết tấn rồi. Cái vô giờ nhổ lên cái bỏ biến cho với cái đôn trên được rồi. À. Sáng giờ tưới gần xong chưa anh? Tưới không, có chung về mai mình về cái nào là mình tưới cái đấy em. Tưới bây giờ tưới biết anh biết, chứ tưới gì em tưới để cho nó sống thôi. À, về được 50% chưa anh? À, chưa đâu em ơi. Giờ mai về phải nói cậu có chắc phải hết tháng này đó. Hết tháng này không biết anh làm xong cái vườn rồi chưa đó. Tức là ví dụ như qua Tết vậy là khách hàng alo anh nói vô lấy cây đi anh Út ơi hay sao? Hay là anh liên hệ. Cây nói chung là năm nay mai nở sớm đó em. Giờ này khách cái lượng khách hàng của mình đó, họ gọi kêu mình không phải nói với cái đầu luôn á. Tức là lấy cây về rồi lớp khách gửi nữa. Khách dạng khách mới đó em. Người à. Mới đó, tôi gửi mình anh cũng chưa dám nhận, anh nói để tới một là tới 20 này. À. Để cây của anh nó về hết á. Dạ. Rồi anh mở cái vườn bên kia để coi cái mặt bằng như thế nào anh mới dám nhận. Ừ. Để coi số anh em với số con cháu nó có phụ mình được hay không. Chứ chứ anh nhận gì. Cái này có cái không? Cái này em. Cái này. Cái này giờ anh mới tưới ngày qua nè, mới tưới sáng rồi đó. Mới tưới là không có tưới nữa ha. Ừ, mới tưới giờ tưới chủ yếu là tưới cho nó sống thôi. Chứ giờ mình chưa có canh nước canh giờ với em. Giờ tưới cái tưới thoải mái, tưới để cho nó sống thôi. Giờ cây giờ là phải gấp rút là tưới à, ngay lập tức. Đúng rồi. Bây giờ tưới là tại vì giờ là mình chưa lên hàng ngủ, giờ cái giờ nó đâu là mình dồn đóng là tưới cho nó khủng ít đó. À. À, giờ mình tưới cho nó sống rồi mai mốt á mình lên vàng hết. Đó lên vàng như anh nói sắp sáng được mười mấy cây đó. Đó là cái vàng dần cẩn đó. À, sắp vậy đó rồi sắp được hơn khoảng 70-80% rồi để coi nó giãn cái mức độ nào rồi tỉa. À. Tỉa xong rồi em mới canh theo từ cây để mình tưới nước. Dạ. Ừ. Giờ này là mình tưới láng để sao bù hết. Cứ về tưới cho nó khủng đích. Vậy là phải tưới liền, về phải tưới liền á. Cây nó khô lắm, khô ghê lắm. Thấy cái bầu nó tróc hết trơn không nè, cây này thấy nó tróc hết trơn này không? À. Khô hết. Sao mà nó ấy lên luôn rồi. Nó tróc chở xe nó lật dưới bạn biết không, phải chậu rồi. Này khỏe lắm, nó tróc ra nó gỡ nó luôn. Nó xức ra càng lậm bỏ vô rồi tứ bước là tư lại à. À. Rồi chỉ mình sợ là sợ mai bứng đất, mai đất á, mai đất không á, còn mai tro thì dễ lắm. Mấy cây hồng dở là mấy cây của mấy cây đùm của mấy đứa cháu. Cái gì cực quá mà. Coi như công việc anh chị thấy mới mùng 8 Tết là nhà vườn từ đầu năm giờ là không được kỹ cái nào luôn. Bây giờ nhiều anh chị nói
Anh Út ơi, năm sau anh làm mới đến lại thôi, cỡ 200 cây thôi, để có thời gian đi du lịch, rồi có thời gian ăn Tết này nọ chứ thấy thì Tết. Anh đây nè, thì anh cũng tính rồi, anh mới giao đứa em với đứa cháu nè, anh làm thêm năm nữa đi, năm tới có thể là anh giao cho mấy ông anh, với ông anh Hoàng rồi hay là tụ danh Thọ rồi á. À. Anh cũng làm với con anh ấy, giờ nó cũng có nghề ngỗng rồi, cũng khỏe rồi, hết lo rồi. Anh nói làm được rồi, hình như anh cũng chắc anh làm mai mốt anh làm chắc cũng chừng 100-200 cây vậy em ơi. Chứ càng ngày mình cũng càng ngày cũng càng lớn rồi, càng già rồi. Bây giờ còn làm nổi ráng làm thêm 1-2 năm nữa đi rồi tính tiếp. Trong cái clip trước đó anh, cái vụ mà cái thời tiết năm nay bị nhỏ bông đó anh. Ừ. Thì một số anh chị có góp ý là coi như là có một số anh chị nói là cái mai tôi để vô lưới lan thì nó cái bông nó không bị giật hoặc là bị giật ít hơn, thì đó điều đó thì anh thấy như thế nào? Không, để em nói nghe, em nói sẵn nói luôn, từ hồi qua từ bữa hổm là từ lấy mai về là anh nghe tiếng thơm không? Sao anh? Còn từ bữa mà đi lấy mai về từ bữa buổi 6 giờ là lấy mai của anh về là mang cho thuê, còn anh nghe tiếng thơm không? À. Anh cũng buồn phiền mà mấy bữa mà giao cây vào bữa 22-24 á, mấy dạ. Bệnh á. Anh sợ giao cây rồi bà dặn mai lớn mai cho thuê mà mấy chục triệu cây mà em. À. Cái mai nó bệnh á. Vậy mà đưa vô nhà cái cây mai nó bình lại em. À nó ngon lại ha. Ờ dạng làm như cái mai mình nó ở ra nắng với gió quá nó chịu không nổi, mà vô trong nhà là làm như không có gió cây mai nó bình lại. Ừ. Bởi vì mấy bữa mà họ khách hàng kêu anh lấy cây về rồi mình hỏi mấy cây họ mình đưa lên vậy rồi có sao không, nó đẹp bánh đẹp ok là quan ngon là quan. Ở cây ngân hàng bữa ngân hàng có phản hồi gì không anh? Không, đẹp đẽ đàng hoàng. Là cây anh mới đem về hồi nãy mới quay sơ qua phải không? À anh gì ngân hàng nhiều lắm, vậy nói chung là còn bên ngân hàng là bên 17-18 cây là bên đó khen. Nói chung là năm nay anh được cái hương tiện là chỉ có cái bước gốc là có bị cây hơi trục trặc thôi. Rồi còn nhiêu tuy đằng bông nó không được lớn mà khách hàng vẫn là ok, vẫn nếu vậy năm nay nếu mà mình cho vô lưới len luôn vô mát cái chút là cái bông nó cũng sẽ ok lại phải không? Anh cũng không biết sao, thấy năm nay mai của anh mấy cây mai lớn đưa đi lúc đi sớm mà nó bệnh mà vô mát mà thấy nó ok lại rồi, đúng không? Đưa vô phòng á, tại vì anh đưa là anh đưa nè, anh có nói khách hàng anh muốn để 27 rồi đưa cây mai hết bệnh đưa lên mà khách hàng nó không chịu. À. Tao nói đưa lên đây tao chịu hết cho. À vậy cuối cùng nó lại đẹp. À cuối cùng đẹp. Tao đã mình không phải anh thật em á, ngủ không được. Mình sợ là khách hàng mình nó điện nó bắn vốn. Dạ. À, mà là hồi nói chung là suôn sẻ mừng mừng hết lớn em ơi, thật sự. Nói chung năm nay anh mừng khiếp. Vậy là cái ý thời tiết năm nay nếu mình bỏ thêm vô lưới lan nó cũng đỡ được phần nào, cái phần mà nhỏ bông là cũng đúng hết anh. Đúng rồi, mà tại vì mình không có nắm rõ gì cái phần đó, tại vì mình đi giao cây á, rồi khách hàng cứ người ta khen nói cái mai của anh nó đẹp. À. Ờ tự nhiên mình mừng rồi mình mới nói năm nay mai bệnh á. Không nói bệnh đâu, bệnh thấy mai đẻo bông bự đẹp đàng hoàng bệnh gì. Mà mình nói bệnh mà ta không chịu, tại vì lâu một năm á, cái khách hàng người ta mới thấy bông lần. À. Ờ người ta không biết cái mai nó bệnh. Nhưng mà người ta đã đưa vô nhà mát rồi đúng không anh? Ờ người ta không biết cây mai nó bệnh. À. Là vậy đó. Thì mấy anh chị nó nói thôi năm nay anh Út mở thêm vườn mới rồi mình đầu tư thêm một chút xíu lưới lan nữa có hiệu quả hơn không? Không, cái anh mở là anh không đầu tư lưới lan đâu. Không đầu tư lưới lan hả? Không, lý do sao anh? Anh để cho anh trụi nè. À, tại vì hình như là cái vườn của anh là cái vườn hình như là hầu như là không có một cái lưới lan nào từ hồi xưa tới giờ luôn anh chị các bạn. Đúng rồi, từ xưa giờ luôn. Em biết sao không, để vậy nè cho cây nó chịu được cái thời tiết. Dạ. Chứ em đưa vô đưa ra cái máy trái mốt lá mỏng dánh nè. À chứ bộ giống như mình ý cho nó tưng nó quá phải không? Ý anh đứng ngoài nắng ghét cái này nó quen thấy không? Người ta ra nắng xuyên ta bệnh, anh đứng ngoài quanh năm suốt tháng ngoài nắng không? Anh đâu bệnh hoạn đâu hết chưa? À. Nó quen rồi. Nghĩ cho cây mai nó quen luôn chứ giờ mình ở trong mát riết là ra ngoài nắng là trái liền ha. Trái liền. Bệnh nó quen. Đây coi cái cây cuối cùng nè. Lăn á, lăn lên cây đó qua. Rồi ok. Lâm 2 tá cái gì mà. Tao
kéo ra. Thấy nó khô ghê không? Ngồng thấy nó khô khiếp chưa? Thấy nó khô mà chỉ chậu giật luôn phải không? Thằng Danh nó có nói đi lấy đâu không? Đi lên công an đó. À lên công an. Đây chậu khô khiếp. Cái bị trắng hả? Để cẩu luôn đi, thì nó đưa ship mà. Có về bữa đây. Lấy đi, không lấy nó giận à. Khoan cho tấm hình nữa nè. Ở tấm hình cái cây nè, đi dừng lại tí. Rồi ok, ở từ. Rồi ok. Cây này nay cũng rất đẹp luôn anh chị. Cây nở cuối cùng thử. Anh nói thật chứ Hồng á, anh muốn làm nhiều để làm gì không? Không biết làm gì không? Anh muốn làm nhiều để làm gì không? Làm gì anh? Tết anh em ai có chuyện làm. À. Anh nói thật á, chứ không phải là cái gì hết trơn á. Được đầu để vô. Thử đây. Nó vô lọt là cây cất quá vô mẹ đi rồi chiều mai chiều đâu. Lấy dột ơi, lấy dột ơi. Hai ba. Cắn không? Được. Nè, đang nắng 37 độ. Đó. Rồi trời quan kéo đúng tử luôn được ai? Đẹp ai? Đẩy luôn đi luôn đi. Đẩy tụi về đánh tiếp. Ở trong clip trước cũng nhiều anh chị hỏi những cách mà chăm mai sau Tết, thì trong cái clip này anh chị nhớ ở phía sau nói chưa? Thì mình comment những thắc mắc câu hỏi ha. Sao không chưa? Để em sẽ gửi tới anh Út làm clip mà giải đáp cho anh chị cho nó chính xác. Chắc có người mà chạy lên đây có người á, đi kiếm số điện thoại coi. Cái số ông Hường có số mà, có Hường có số, có ông Hường bữa cái cho số ông Hường rồi hả? Số nằm qua nhà quải em chết tới chứ. Để em kêu vợ nó đá số qua mình gọi cho. Năm nay là anh Út chắc sẽ có thời gian đi du lịch nè. Qua vườn mới, ít cây lại. Mấy cây này đang còn bông mà trả về anh. Cái đó bỏ lại còn non em. À, chưa thấu kẽm á. Ở lại vườn phải không? À, chưa thấu kẽm. Chưa thấu kẽm. Tự rụng lá tự nở, tới ngày rụng lá là tự nở luôn à. Anh còn để lá luôn á. Nay mấy cây khai trương người ta có phản hồi gì không anh? Không. 30 chậu á em. Dạ. Gần 30 chậu á. Ờ. À. Hai ngân hàng. Cho anh chị xem ảnh tưới nè. Này tưới cái khó cái chậu này nó không có cho ấy nè anh. Nào em. Nè cái chó cái chậu đó nó không rút kìa. Ừ, cái nông sao nó rẻ lắm rồi, cái cây Phú Yên nè. Cái đó nó không có thoát nước á. Chút nó rút là lâu lắm. Ít bữa cái này nhổ qua hết rồi ơi. Nhổ ghép hết. Đi qua tưới cho mày kìa để nó héo. Giờ mấy cái chậu nào mà không thoát nước là nó bị ấy chứ hả anh? Ừ, nó biết sao không? Nó bị lâu lắm đó. Nó dễ nó bám vô á, dưới nó có cái đất của nó đó. Cái cây mai Phú Yên là có cái cát đó. À. Nó rút chút xuống lâu lắm. Anh sợ ba mai đó. Nói tới cái vụ cát này mà không biết là ở vườn của anh là còn cái chậu nào mà có trồng cát không? Trời ơi đây nè, lên nó mới lãnh cây Phú Yên về kìa. Mà, nè. Đâu? Mở cẩu ra kìa. Ở vườn nhìn rất nhiều anh chị hỏi đâu anh? Đó. Cái này hả? Đó, mở cẩu ra bỏ hoài vợ khô bơm ra kìa. Cái này hả? Cây kia kìa. Ở cây bên này. À.
Để bơm mới hết giờ á. Cây nó gỡ bên vườn nào nghe, 5-6 năm gì không có bông nào trơn á. Cát không em thấy không? 5-6 năm gì á, không có bông gì trơn á. Anh nấu qua đó, qua đây anh nấu. Bà Tứ cái hả? À, cái bầu đã không? Cái bầu đang ở chậu bét chét. À, cái bầu đang ở chậu bét chét ha. Mới rút ra. Cái này hơi bị nấm anh. Dạ. Yeah. Cái này bị nấm á. Cây á bên vườn là lãnh á, mấy ông nó để vậy trồng luôn à. Rồi nó bỏ ba cái cắm dừa lên á. Bị nấm. Biết rồi, tới mấy cây. Tới cho ba ngày để nó héo queo. À, phải cá không? Cái này nó bị suy dữ rồi anh. Suy, nó gỡ đâu vườn nào á. Để chút nữa em sẽ làm một cái clip cho anh chị chuyên về một cái cây nè, để cá chụp ảnh cái coi. Nè, thấy không? Từ từ. Ghê không? Để vậy trồng luôn, mai đâu lên được em. À. Nè. Rễ nó bám vậy nè, cây mai nó. Giơ giơ cái nón lên cái anh. Đó, thấy không? À, rồi. Rồi lấy ba bông dừa bỏ lên nè. À, ok. Được rồi. Anh chờ đến ngày mai nó khô, bơm ra. À. Bơm cát ra. Lát em sẽ làm một cái clip mới, hoặc là ngày mai làm cái clip xử lý những cây mai này, rất nhiều anh chị hỏi nè. Chờ lắm rồi, bơm ra rồi. Công việc đầu tiên về là phải tưới nước liền. Giống như bây giờ anh chị mình chơi xong vậy. Mình biết không, cây mai này họ chơi từ nhiều khi cả chục ngày họ chưa tưới nước. Ừ. Đâu có tưới nước đâu. Rồi về anh có xả liền không? Xả gì em? Xả tàn hả? Xả tàn. Chưa đâu, để cho tưới cho nó mạnh khỏe là hoàng cậu phải nửa tháng nữa kìa, để lên vàng hết kìa mới tính đó. Giờ mình lo cái nào sắp được sắp, cái nào để. À, ở vườn anh Út là bây giờ hiện tại là chưa sửa tàn ha, để chưa cho nó mạnh khỏe đó. Lại đúng không? Cây đúng cái cây ở nhà mình chơi Tết cũng vậy ha. Để cho cây nó mình tưới cây tỉnh lại đi, rồi với mình giờ nó nhiều quá không có thời gian đâu mà tỉa cây, để giờ lên là sắp hết đi rồi, gần hết thì mình mới tỉa. Cái tỉa hiểu lẹ dữ lắm rồi. Còn nếu như mà những cái cây mà mới về mà nó đang rủ rượi như vậy mà mình cắt là nó chê tứ rồi mới cho nó cứng đi, cho cái lá cho cái nhánh nó từ lại đi, cho nó chảy nước đi rồi cắt từ từ cắt. Còn giả sử mà mình cắt liền thì nó sẽ ảnh hưởng sao anh? Cái cây giống như cây nãy khô đang khô vậy đó. Không, để nhiều khi mình sợ để lắm nghe, nhiều khi cái mai nó khô quá em cắt không có tốt. Nó cắt nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Tốt, nhiều khi mai mốt nó sẽ chết cái tay đó. Cắt nhiều khi nó mất nước nó chết cái tay. Uổng để tưới cho cây nó lên mạnh mẽ đàng hoàng. Tới khi mình cắt tức là mình tháo lá nó xuống thì nó sẽ không có cái hút lên đúng không? Thì không có gì hút ra đúng không? Nhánh trở về này là ngày mai nè, giờ này em thấy nó bầm thấy chưa? Ngày mai là nó sẽ cháy hết. À. Nó cháy hết là mai mốt là mình xử lý là mình cắt bỏ lá hết. À. Bỏ lá hết cỏ cộng không. Là trong nách thì nó sẽ mở mắt nó đầm tròn ra. À, vậy là cái cách tốt nhất là anh chị sau Tết là coi như lấy cây về mình phải để cho cái sự trao đổi chất ở trong thân cây nó tốt. Đúng rồi. Bằng cách mình để mình tưới tắm lá đã. Mình tưới tắm cho cây nó cứng lại đi rồi tỉa vừa tỉa, tại em biết sao không? cái mai chậu cái mai ghép vậy nè, bây giờ em để 2 tháng em tỉa tới Tết vẫn ăn phà phà chứ không hư không bệnh hoạn chứ. Chứ còn mình nếu mình tỉa sớm quá thì cái cây nó đang bị đừng không có bị khô đúng không? Tại cái mai già rồi em tỉa đấy, nó đang bị khô. 1-2 tháng em tỉa cũng chẳng có khô cho á. Nó đang bị khô, tức là nó đang sự trao đổi chất ở trong thân cây nó đang kém á anh chị, mà mình cắt đi cái nữa là cái bộ lá nó không có bộ lá để nó hút nước lên, nó hút lên sự tuần hoàn trao đổi nó bị yếu lại. Đúng không? Mình không có dỗ dặn gì mà tỉa mai ra á. Tại vì mấy chậu nó dễ dữ lắm, nó đơn giản lắm. Mình không có gấp gáp gì vô mấy cái phần này. Đó, cái phần này là nhiều anh chị mà kiểu như là mình tứ thoải mái đi, tứ cho nó chảy. Mình nôn nóng quá đó. Mình cưng cây á, mình cắt luôn cho nó khỏe. Đó, nhưng mà phải để cho nó khỏe nè, xong rồi phải cắt. Nè, chừng 2 bữa nắng em lại em coi cái lá nó cháy hết luôn á.
lá cháy hết. Bây giờ nó đang xanh đó anh chị thấy không? Bây giờ nó đang xanh đó. Lá non á người ta bỏ trong nhà đó em. À. Người ta cho hết bông bỏ trong nhà giùm khiên ra nó bị nắng nó cháy. Thì đó đây cũng là cái ví dụ như là cái câu của hồi nãy anh Út nói nè. Đó cái lá nó có thể là nó lớn nó đẹp nó bóng. Nhưng mà để ra nắng cái là nó cháy liền hả anh? Cháy đúng rồi. Nó bị mỏng lá anh chị. Mỏng, mỏng. Cái cây kế bên này em coi giờ cháy hết rồi. Chuẩn bị cháy nè. Mai em coi lại đỏ lòm luôn á. Nó mỏng lá nó chuẩn bị cháy à. Mỏng. Nè cây này mai lại em coi nó thấy ghê đó. Cái này ha. Qua về nó khô cằn cọc luôn á. Cái này cũng mỏng lá nè. Vàng lá luôn nè, mỏng mà vàng luôn. Vàng lá. Không ai. Gần xanh. Cái mai này có khi nào mà mình không bỏ dưỡng rễ là được không anh? Gì em? Mình không xài dưỡng rễ được không anh? Sau anh, khi anh nào anh có xài dưỡng rễ đâu? À anh không xài dưỡng rễ. Giờ mà có khả năng có công là mai công vô mà anh biết làm gì ngon không? Làm gì anh? Đây nè, đi gì nè. Đâu? Đó là mai có công là công bắt công làm y gì nè. Làm y cây này hả? Vệ sinh, vệ sinh đó. À. Lá non lá già ngắt dục hết, bông hoa ngắt dục hết. Nó là vậy đó. Là ngày mai công vô là làm vậy đó. Dọn sạch sẽ. Chứ không có con tàn gì hết á. Xong rồi mới con. À. Mình để phần cái phần này cho nó dễ chứ làm cho nó dễ cho cây mở mắt đi rồi mình con cũng được có sao đâu. Ví dụ cây này nó ra lá mới mình bắt đầu con hả? Thì mà cái này khỏi cái này làm xong đi giờ em rảnh thì em tỉa, không rảnh để từ từ tỉa, để hết tháng tỉa cũng được. Nhưng mà cây này anh đem về là mấy ngày rồi? Em bấm ngày nay rồi. Vì mùa về đó nhà vì Phạm Đồng đó, rồi Phạm Đồng. Nhưng mà mình để cho nó ra một ít lá mình tỉa cho nó mạnh hả? Đúng rồi, với em làm vậy nè, cái dưới cây mai này cây mai chậu nó mau phát triển lắm. À. Nó mau ghê lắm. Em mà ngắt sạch thì nè, về bữa em thấy nó mở mắt à. Nó ngộ rồi đó. À. Nó lẹ lắm. Còn mà em mà để bù xù vậy nè thì cái mai lâu lắm. Tại em biết sao em để cái bù này xù đúng không? Bù xù này lớp trái lớp lá lớp kia cái mai lâu lắm. Cũng như mấy ông nội này về ngày mai là em mấy ông anh vô ông suốt dục hết nè. Không phải cạo vấn đề chứ không phải đơn giản đâu nè. Cặp thì mới về ngày qua đó. Mới về phải bứt lá. Bứt hết luôn, bứt bỏ hết luôn em. Chứ để bốn lá nó cái này vàng, cái này xanh, cái này nhỏ, cái này lớn, cái mai nó không đẹp. À. Cái trái không thấy không? Còn mấy cây này mới chỗ, mấy cây mai non à. Non nó mới chỗ. Này bông gì đây anh? Dảo đức á. À, dảo thu đức. Là vậy á. Cây nhỏ này cũng bị giật luôn á anh. Ừ. Mấy mày nắng quá mà, nắng ghê mày. Khiếp. Trên cây có bông lớn, bông nhỏ nè. Hấp cẩm. Vậy chứ nha. Lý do là sao trên cây có bông lớn, bông nhỏ anh? Biết sao không? Làm như một cái nhánh đó, một cái nhánh đó là gì? Cái nhánh đó, nó chạy nước nhiều, nó rút nước nhiều là cái bông sẽ to, còn nhánh nó rút nước ít là cái bông sắc nhỏ. Cái nhánh nó có khúc phần rễ bên đó nó hơi yếu á, đúng không? Phần rễ bên dần, đó cái dạng trên cũng cây mai đó dạng trên được dạng dưới không được. Năm nay mai kỳ cục cũng như cái thằng Bình Lợi với thằng Giáo Đức hai cái nó giờ nó một trời một vực, cái gì vậy cái gì khác mình cũng. Nói chung là năm nay đúng là mai rất là khó hiểu, khủng khiếp. Mà năm nay vậy chứ hả, coi với thằng Cúc vậy, thằng Cúc Vinh là đẹp. Lấy giống là Cúc Vinh ghép nữa không, nó cái bông có đẹp. Cúc đó anh Cúc gì, Cúc Thường hay Cúc gì? Cúc, cái này là Cúc của cái hàng Phú Yên. Thì Vinh á, mình không biết Cúc gì thật sự là vậy. Mà không biết Cúc phải Cúc Hoàng Hương, không biết phải Cúc gì. Phú Yên hả? À, mai này mai giống của Phú Yên nè. Cái mai là trồng chắc cũng nhiều cánh lắm á. Nó dính cây luôn. À, cái thật. Này có hộp mốt anh để hộp già gieo xuống là được. Cái cánh nó nhiều lắm á phải không? Ngửa cánh nó chắc 50-60 cánh quá. Dạ, gốc thì nhiều cánh rồi. Ở đây có hộp mốt ôm được nè. Đúng rồi đó. Cánh mấy này rồi bữa hổm thấy nó lạ này ghép thử coi ra giống gì. Để vậy bữa vườn mai anh Út con tàn, không biết hôm nay anh có con được cây nào không? Chưa con, chưa khỉ gì trơn. Con tàn nè để cái cây chắc cũng năm cũng lối chắc gầm đó lên là anh có tỉa rồi. À để chờ mai giặt mai bự gì bự cũng quá trời đi về hết đi. Nhưng mà cái cây hồi nãy cây Phú Yên nãy là phải ngày mai là phải cứu nó phải không? Đúng rồi, cây đó để nó khô ngày mai anh bơm cát ra như nó cổ nhẹp bơm chưa ra anh bơm thử đó.
Dạ. Bơm cắt ra rồi mình mới tỉa cây đó. Ở có ở ở vườn anh là khi mà anh Thuận là đâu có để cây nào có cát hả? Không. Giờ anh bơm hết rồi. Cái lần là cái lần mục đích cái lần nó để hạ phèn hay làm gì? Cái lần để hạ phèn em, mà anh đâu bỏ lần cái nước mình dùng mình nước sạch mà chứ đâu phải nước giếng đâu để mình dùng lần. À. Khi nào mình dùng lần anh, ví dụ mình xài nước xong mình dùng lần được không? Không, ngày xưa chứ dùng bây giờ là mười mấy năm nay anh xài nước sạch này, anh không có có dùng lần dùng khỉ gì đâu. Ví dụ những cái nguồn nước sông hay là nguồn nước giếng mình. Đúng rồi, mình sẽ thêm lần vô. Có anh lúc đến này anh có còn giếng tới tháng mưa. Tới tháng mưa nắng nè, phèn ưa lên là dùng một miếng lần kiểu lần thao á, à. Cho hạ phèn. À. Là hồi xưa có thôi chứ giờ không có nữa. Chứ giờ là anh làm mai nó cũng rất là đơn giản. À, đó là lý do hôm qua anh chị thấy em quay cái vườn ở Thủ Đức quận 9 á, quận 9 cũ á. Là người ta xài nước sông nhưng mà trong cái chất trồng người ta bỏ thêm lân vô. Ừ. Người ta phải có phèn á. À. Sợ có mà phèn. Ta bỏ thêm cát nữa anh. Thì có người á, có người trộn phân, người ta có trộn cát nữa. Cái đó thì nhiều rồi, cái đó thì làm từ xưa giờ rồi. Ừ. Cái đó thì vẫn ok ha anh. Ừ. Tại vì mỗi người làm cây là mỗi người mới mà chứ đâu ai giống ai. Nhưng kiểu cái đó thì nó sẽ nặng cái chậu dữ lắm phải không? Phải không? Thì đúng rồi. Thì cái gì nó cũng có cái lợi, cái gì cũng có cái hại của nó. À. Chứ cây mà nói chung mà con là nó quan tâm là ăn khu con ngự mình thôi, xấu đẹp gì cũng ăn khu mình á. Dạ. Còn hư hao gì á thì phần cũng chút đỉnh cũng do mình chứ không phải là do thời tiết. Ở chút nữa em sẽ quay cho anh chị xem một cái clip cái mà cái gì nó cũng có cái giá. Nhiều anh chị quan tâm nè, qua đây đứng mát nè anh, cái đẹp nè. Thì cây lãi bữa mấy đó nó vàng cây của anh Lận nè, anh kêu lãi coi nở chơi cho coi đẹp bao không. Mới súng vô lãi nè, ở nhà cẩu vô nè. À. Ở nhà quải cẩu đó. Còn cây trên ngân hàng này ở ngoài nhà quải này mười mấy năm khai chậu nè, năm nay ta khen nha. Cây này ha. Tới 28-29 chưa nở giờ còn đẹp tuyệt giờ, tại cây này anh lãi bữa trễ lắm, lãi bữa 18-19 mới lãi. Cây ngân hàng nó cao 2,5 m đó anh chị. Ở nay mang đây luôn, năm tới đẹp lắm đó nha. À. Tại vì nó ở ngoài em biết không, ngoài đó nó thiếu nắng. Tại năm nay nói chung năm nay nó cũng mới thay chậu. Ừ. Năm tới vô em ghiền luôn á. Mốt à. Anh cẩu hết vô đây mà. À, cẩu hết đây luôn. Anh để qua là để dần phôi đây, mai mùa là anh cẩu đây hết luôn á. À. Để cẩu đây biết kia không, để Tết mình kiếm được chút đỉnh với chứ để quải cây cho còn lép với nắng á, ít nắng ít á, cây lép không ngon. Cây này vàng bông trên nó đẹp á nhưng mà nó thấy chỉ ra khúc bên ngoài thôi anh. Vài bữa đó anh cẩu thay chậu cây mai nè. À. Anh để đây về sẵn cái này, bữa chuẩn bị xong rồi anh cẩu đó, cẩu thay chậu á. Thay luôn chậu này. Ờ, thay qua chậu cẩn đó em. Hai quả chậu bự đó. À. Để chút nữa em sẽ làm một cái clip của một bạn độc giả khán giả hỏi anh Út về tình trạng một số cây mai bị suy trong sau khi chơi Tết ha. Bây giờ cái clip này mình tạm kết thúc ở đây đi. Hẹn gặp lại anh chị bạn trong cái clip sau. Cảm ơn, chào anh Út nha. Chào em, chào bạn khán giả, chào bà con nhiều.